Thôi để tôi ngọt anh đi á. Hello, hello. Khỏe anh Người bà vong chẳng kích. ok. Chứng nhưng chắc đó mới là bọn. Ok, ok chân suốt đây nó nghe ngày nay dân biên cấp tiểu để tham biên ở doctor lại bị ta con màu và hai chạy tôn chỉ mùi nâng imaging of cella pituitary adenoma chạy tôn với pituitary adenoma chạy tôn chân có cái ảnh chơi chỗ biết chân sung chơi doctor lại bị ta. Sự đây bọn mong từng ở kia ngày nay nhung miền topic muối được mòn giấy từ giấy pituitary adenoma ngày nay chỉ plong phân nhóm thì muối nhung đang giấy pi ấy cái đại chỉ pituitary adenoma hay nâng tí pi nhung đang giấy pi rụp hiệp con pituitary adenoma được nông ở mọi ấy hay nâng tiếp bấy cứ dạy bì differential diagnosis. Thì mùi nâng thay tới cứ chì pituitary adenoma. Pituitary adenoma nâng cứ chì đốm đại vi chanh bì phía chân chanh bì anterior pituitary đại vi nâng khăn xe tụ xích. Vì anh ý. Hai phía chân vi đông nắng phía trên cứ bền nín hai vi chai chỉ pi đã xa ta tổng hồng phân vía dẫn tôi chiên đọc mm cái hàng tham micro adenoma hay nâng thông chiên đọc mm cái hàng tham macro adenoma hay lớp bị nâng tiết bởi xin chỉ không cần đây viết tôi chiên 7 mm cái ai ở chung một tha micro adenoma hay không cần đây viết thông chiên 4 cm cái hàng tham chạy ăn adenoma hay ní chia lật vì anatomy khác khác con pituitary adenom ở gland vậy tới nơi hàng lơ viết từ miền diaphragm con xe lá hay hàng lơ nó cứ miền chasma optic nơi song kháng cứ miền cavernosinus hay miền ní cứ chia atea carotid nên cứ chỉ nè mà chỉ nói không nói nhưng mình đã cho một tam lần ấy thầy nơi bị khóm khăn mốc vì miền ở Sven ít hay nên chia ở Sven ít hai bộ tổng mắt cho chồng nói tiếp với dạy cả con tờ lờ imagine phần viết từ cà phê sát vọt thì chất sắp phải sắp ấy nâng cái thà sự thi viết sống khăn của nâng cả thư diagnostic chồng phù calcification hay nâng bone bone erosion nó không cần đây đại nó phải đại vì mình ăn và sử dụng từ hay không cần đây mới tiếp môn phải cái surgery tam transvenous đa nắng hay không cần đây đại nhẹ chừng người nắng cứ control indication cho mọi nâng ở mọi ai còn ta là ở một ai cứ chia gold standard không cao thua diagnostic the robot pituitary nữa.
Hay nít cứ chỉ protocol mua chấm nước đại trạm bắt khi nông ca rộng mơ pituitary adenoma nè. Thì mỗi cứ kết vơ T1 cơ nông lòng corona nâng sạch T2 nông lòng corona ai thơ axia cổ bán sạch sạch tăng mùi tiết cổ bán ở bây rô mơ ở anatomy dù bán chạy anatomy hay T1 contrast dynamic nâng cái ai thơ tam để ti nâng đồng bây bí sách nông nông ở cạnh này dân hồ mơ ở micro adenoma hay trong khối mới tiết có dòng khăn đấy cứ contrast nơi tăng delay và tổng mà đi dân ai pro khơi tha nơi không ông ai nắng micro adenoma dân khơi tha via phía chân cứ via ipo ăn tăng nơi T1 hay không cạnh này đã viêm miên bleeding cứ việc khơi hyperintense mình hay nơi đây là dân chạy contrast tới vị trấn cứ vì intense kháng còn tái vô tới vì năng iso intense bình hay trong buồng macro adenoma vị trấn cứ vì iso intense thiệp tận năng cọ tích nực trong T1 hay nực trong T2 có vì iso intense đấy hay vì intense kháng còn tái etrosen nó phải đại dương chạy contrast hay nực macro adenoma vị trấn cứ dương họ khơi nha ở vị trên mới chỉ hướng đôi lấy bông bay trắng đôi snowman shape đôi snowman trắng anh ấy cứ chỉ rụp rụp anatomy anh ấy cứ micro adenoma đại dương khinh thao vía hay hyperintense trong T1 anh ấy chỉ rụp hiệp macro adenoma tại vì ta đọc pin milimet tế như chỉ rụp hiệp hay được nông T1 hay vì enhance kháng anh ấy chỉ rụp được hướng lấy công bài chẳng hạn được snowman tại vì it's ten từ lơ tới việc thường bao khang chẳng tôi hiện lấy bông bội anh ấy chỉ hụt tôi không sẵn sàng start T1 cứ hụt đi tại vì bao lang lớn vì tôi chỉ hiện hụt bông bội lên bội để chạy được slide mình chẳng hay không cùng nong chậm bong được bao y âm nắng phía trên cứ kê hồ từ lơ extension pon adenoma nắng hay phía trên nơi bay đại kinh dây bị extension đưa ra từ việc thùng trắng không cả này macro adenoma dân ai ban chạy chia extension bấy cứ supracella cứ việc bắt từ lơ diaphragmella được dạng ở được dương dây bị anatomy hàng lơ trắng hay bị tọt máu việc sống cọt từ lơ chasma optic hay vì lực hồn sợt bằng infracellar cứ vì bạc mà khóm bạc cellar floor hay nâng ai bởi sân chỉ vì aggressive vì ai bạc từ lơ sinisphenitid hay nâng bạc đại paracellar cứ lateral extension nâng cứ vì bạc từ lơ governor sinus rưu có carotid anh ấy chỉ hụt xe mà tới đại vì thông vì hồn làng từ tới và sát xe mà ốc tích anh ấy cứ chia hụt macro adenoma đấy đại vì phát từ lờ cơ mà nó sang nét hay nâng cà rực tịp hay vì hồn sẽ còn làng từ lớp phát từ sát xe mà ốc tích hay nấy cứ paracella invasion cứ bị pa lateral từ lơ cavernous sinus
hay ní mới tiết we chia ai chia diagnostic differential mùi đáy differential diagnostic mùi đáy phần tay nông cả này kênh dòng pituitary apoplexia cứ vì anh ấy cứ việc cao từ lơ adenoma đại miên xẹp vậy tại còn đặc biệt ai cô hồi chấm luôn để xa ta thảo thám rồi có surgery rồi có miên trauma anh chẳng ai vừa vì emorasi nơi khôn ông nơi lơ ở pituitary adenoma đại miên xẹp này chỉ rụp hết. Pituitary apoplexy đái hay miền subacute hemorrhage để khơi chia blood fluid level hay nó khỏi nên nhóm năng giảm pi differential diagnosis mình bốn thì mỗi đại ở sòng khăn đại phía chân chụp chân dính kế thì mỗi cứ antracella meningioma thì pi pituitary hyperplasia thì bấy rachplasia thì bốn craniopharyngioma antracella meningioma nó việc cái thằng viết cứ chỉ most common, cứ second most common, bắt đầu bị pituitary adenoma nè, hay là non CT finding, cứ dùng phía chân, cứ khởi vì enhancement omosen hay khăn, hay không cần này khác vì khởi nguyên hyperosto, rồi có erosion osso nè, hay là không âm mỏi, dùng hình thà viết ai chỉ số ipo được không T1, hay iso hyper nó không T2 hay nó phải đặt chắc đôi khi nên nó CT đấy vì pre kháng hay nó omogen hay sinh đã cho bạn nó từ vì miền durotel anh ấy chỉ được miền năng số mà nó anh ấy cứ chỉ durotel đại vì đại dương ai bị chết thay vì chỉ miền năng số mà đại chạy đặc biệt ở pituitary adenoma. Hai tí bí cư pituitary hyperplasia cư ảnh ứng dân hồ khơi nước nông âm mỏ á dân hình hà với pituitary nóng thống hai bất sân chìa dân mơ nước nông T1 hay nâng T2 vì khơi iso intense hay bất hay nước nông dynamic contrast in hand nắng khởi tha cặp bay nắng via pre omosen anh ấy chỉ hụt nắng đại việt thống hay à khỏi ní cứ chỉ bỏ hypophy đại việt nọ má hay thì bây cứ Radcliffe shift anh nắng cứ chỉ cis đại chân pi epithelial hay nó không ảnh hưởng vi dân sủi trái để sang ta vi chỉ ký chẳng nhân khơi vi ai iso rồi có ipo là T1 hay nâng hyper là T2 chẳng anh ấy cứ khơi tha anh ấy hụt được non city với khơi hai phở y bẹ đó được non city hay anh ấy được non anh ấy cái con khoản tập bịa theo vía khó khăn nhất vì craniopharyngioma nó để sang tập viện miễn calcification hay cho một đo khối ní cứ craniopharyngioma vì ở sơ common này phần tay vì ai chơi lòng chơi mùi nâng rạch flexif
hay tại picture nó không component phân biệt về miền classification. Chúng nhóm chọc thầm năng này bọn. Nhi rì phở đánh nhóm sợi khá. Ấc con chờ đúng thì chân học con người ta là ban cả hai thì pathology tutorial thì phải dùng chọn mơ nó live stream nhưng mà ăn lưu xong lên nhưng ăn lưu mẹ hello hello nào này mình live stream ăn lưu xong rồi Hello, sao lấy thế mày? Ok, chắc nhóm dịch đầu tiên. Học con chung phua, này khổ đi ta, không ca thư qua bằng hành. Để tôi chung mùi hướng cái tutorial để nói mà, it's a very interesting talk. Tại sao chỉ ngữ nâng via mình tên tư, relatively common đó là dường xa khơi chỉ ad indications, mẹ không ca thư qua mỏ ai, đối chứa scan, CT scan. Hay tập bóng cơ thể cơ thể tập tutorial adenoma và ta cơ in create non rank classes in meningioma cho tiền ai cũng được ra của cả design slide mean that can interesting eye catching hay hay có hơi xíu trong mười về học nghề này hay chẳng một nhóm nhân dịch bó tốt nhóm xôm tục hai bó tập bóng ấy ai nè khu chỉ công đàn đi xin nhờ nơi lại như nhóm tập bó mấy đàn khu đàn đi ở lưu thế con là ni tha admin a sư vây bò admin dục bò lê thịnh xí thì xin mình bài ạ. Ồ, nhóm ọt miền ai bó cho nó đấy, còn miền comment tí. Thà slide nóng vừa phê dòng tên nóng lõi ấy, bằng tay còn là thà xe clay clay. Bữa sân chị hai tí đạo phụ hơi và hai sinh bó radiologi cái ban trờn dính năng tí hay hay cái lãnh khá đôi chị bữa sân chị hai miền không city time on bơ tiếp tiếp mỗi nơi lơ y âm dưới người bán trở trình nắng lò tí tính biên đã y âm sọt chẳng á mỗi cái khác mà đó giờ này tích cái khác dưới ngọt thơ đó y âm hông tiên ấy time tiết đấy đuôi chỉ biên tập văn đăng này nè khu mình in nâng ngay trong time dục bò tích đây. Ờ, bây giờ sáng nắng ban lõ chuyên môn chờ người ta.
hay còn tha à vậy để bong sầm quan khơi tha dương cắt do tuột son nó máu đại hiểm tàu tàu pê nhá ăn sầm đẹp được bò bong ấy tim muối môi tiết đôi chị ọt bàn đã lấy nhá lấy vào slide hay đôi thiên si tha chân ổn ấy đã hụt sri đi mau chờn hay mình tên là nâng dương thở đã hụt tẹt tông im ma sri dương bàn chờn chân nâng á là không nấy dương khơi đã đá tay dương đại hụt sri đi hiểm chờn chẳng vì ấp sơ khơi miên sinh cho mùi đại dương vậy nâng á hay mùi tiết bong trong xua hướng micro adenom hay macro adenom mình thay để bong sạp ấp toàn tha miên giấy bì gà tè bì công tra viê đại dương nọt tê tha khóc nê là biểu mạch đại ọt tế thì mùi á hay mùi tiết à dà nà stick difference jx six clef nâng việc kí kí đối khí này chẳng ta dương mình lại nạ xong coi là biếp mách bắn bắn đăng thà khóc bí bộ adenom form kí stích á, đại lưu ấy. Đấy ngay mình tập bắn năng ngay bí xong nấu năng. Bọn em ơi xong xong nua tim môi mà đong tiện màu bọn mình tập bắn bắn toàn. Trong tha dương phê sẵn tay nâng adenom viên miên pi micro adenom nâng macro adenom hồi nãy anh dạy pi tùm hôm bỏ vía nâng đừng đăng ngay cô bà tay trong xua và đạt tiệp ri phong tra rồi bỏ vía tao viên miên ca khóc nha thế rồi viên micro adenom nâng macro adenom nâng tì mùi hãy xin lỗi tì pi mấy nhầm này sắp toàn ra tay à classic nè nâng bong ở đá chung chà đó đại chụp chứng dương ở đằng tha ta dương differentiate bắt chữ mũi nâng áp bộ macro adenom form kista chứ đại lừa ấy là chân dương bàn chạy là biết mất viêm miếng clay ấy ở thì ở chân dương bàn chạy chứ á mình tập bên này nên này bọn con cũng chăm lại sùng nua tim mũi của anh sư tha micro adenoma hay nâng macro adenoma kéo bị tùm hôm nâng ở dân bay chạy mà chân kéo bị tùm hôm nâng nông macro adenoma viết phía chân iso ăn tón hay viết pre-contract kháng eterogen còn tại bởi xin chìa micro adenoma viết hơn vị chấn cứ ipo ăn tống hay dân của bà mới đời xa ta về khá vì tôi về chấn cái thưa nó không đi nằm mình con trai đi nằm mình chẳng tới khơi bia prim đòn tịnh đòn tịnh đòn tích còn ta pituitary gland đại nơi so nó vị chấn cứ bia pre contract khang chieng adenom nằng chẳng bật không cả này đo delay phase trong micro adenoma viết pre p đo p via omocenter pituitary dinosaur gland dinosaur nó viết tới chia ipo vậy viết khu villa và môn nào bọn thấy nơi trong số người tiếp pi tiếp nắng vía tẹt công tên là ngàn nào thùng vía viên hiện chớn cứ viên nơi chật lọ ở nơi hụng ní vía nơi chật lọ ông tây ipofi hay nông po ipofi chẳng ngờ một hiện chớn cứ viên nơi chật lọ nông thấy chạy kia đại pi form kistic macro adenoma form kistic nơi không macro adenoma form kistic sạch không vía có miền vía tì suy đại chẳng tissue đi nó không macro adenoma nó có việc pre khá khá đấy con hey nó không biết cứ việc kí tật mỏng miền tập phân năng hết bao ngoài miền ấy thành gì ta năng ngày ở vô lại chấn ở tâm bất sở máu vẫn được không micro hay năng macro adenoma chấn trong số thằng năng tha cả đại ta đại dương chặn nó không đi nằm mệt nắng vì sằng cọt thôn vì miền phải giàu chiên nơi không cạn này chấm pu micro được không macro chẳng á trong số chẳng tiền tiền là bà rào màu quen chẳng á trong bên này ta hãy vô lời hay môi tiết anh nắng sầm nua xả bò nghe tha
craniopharyngeum bơ sân thì dương thơ ỉ ấm á bạn chạy chậm mấy chậm mỗi à form macro cystic nặng đại khóc này thằng nè dùng differential viên craniopharyngeum hay nâng adenome nâng nơi khăn âm rai nâng bàn lò chiến rưu gầm mạch dùng vòng xâm ra xâm nuôi nâng nhưng xâm chai thang là craniopharyngeum mà nâng thị trấn từ viên miên classification thấy viết thị trấn cả làng trong buộc con khmer hay nâng nước chảy chẳng tới chờ lọ nâng ở sâu miền này thấy nam muối vì tức bia phía chân cứ component bia miền classification hay bộ micro adenoma bia ở tại miền classification hay bộ cho ở cơ thân nó không cao giống âm oai nâng bia sủa mơ chiên hay còn mạch nâng vậy tức âm ở ai và bạn mời đại bọn mai mình ấy vật thái mà nâng bên vì mời tức cho bạn nơi khăn ông xịt thi trần chiếc thật đây vì nơi khăn ông scan trần chiếc nâng bông mình phân năng ba nơi chăm chăm xong bởi dục bò bông bông thay thì đó khôn trở khôn trở bông cụ loát mình xong đâu ai vậy đợi khi mà rót châu lắm không hề? Châu ồ, châu ta châu ta bạn sẽ đáp ấy đi ai cần miên chụp cho nên tích đáp trong khối mình hướng đi làm mấy tiệm đơn mỗi nâng mỗi micro thì nó macro thì bà macro thì nó kia sẽ khó đi của việc thông hay bà thà micro thì nó mà nâng kia phở đi làm mấy đầm bấy thư phát thiệp cái mưa ấy tiết được viêng bóng xí mạnh nâng mạc micro thì nôm nâng hay mươi tiết tiện tâm nâng đúp con tra để kì phở nâng 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 kì phở đúp nâng đơn ban dễ ớt vậy ha và sơ thông đã kì chạy tầm tầm mà đọc xê xê tay xe mẹp à bộ à micro thì nôm kì chạy đọc một phây xê xê ai tích nâng kia tiện tâm mùi ca phơ biết đi nằm mấy đầm bay cái mưa phát hiện phù thông đá micro thì nó về ô sầm mang môn á thấy bạn được à người ta vậy nơi về đo delay phế cứ à nâng về tới chi về thôi contrast với chân hay parang sim à ipopi đài nơi nơi so nâng về ô sầm mang lang của mình chân mưa tới khư nhà nội đi nâng hiện iso mình nâng tiệt tôm với micro thì nôm hay tiệt tôm micro như parang zoom thông đá nhưng phía trở nhưng hai mươi không scan nét xuống với xuống lấy của dương mơ ca siêu sông và nên nó không y ấm có positive ảnh mơ đại vì mình sẽ chia y bố xin nhá sân thả khúc sĩ con ảnh ở dương tiên sân thang vì chỉ ca siêu sông mang được nghĩa mình nó ở tại tiên ba này không nên ha thông đá nhưng phía trở nhưng cả lấy choạch mơ được không scan nét vì xuống chiếc mơ không y ấm ở mình này tiết đây thân ý miên dụ bó là gì? Rưu gà vô tình á? Chạy thân ý miên dụ bó là chứ lấy. Mình bình ái miên dụ bó là chứ lấy. Vị đề này chứ, miên dụ bó là chứ, miên dụ bó là chứ. Chỗ nó sẽ đẩy vô đấy nè. Dụ bó mình tách bóng ở trong cái tha slide người ta presentation là ôi ta hiện class đôi miền differential diagnosis đôi hierarchy classes ấy là nông nhóm ắt tài sự đằng ấy giống cái nào phần ta anh nông dương miền ấy bộ trong người ta cái lại mà đông nông cặp bất ba sân chia ta ban và hai nhà cái lại differential diagnosis hiện ban sơn tích anh nông và hai chia lõ bộ được nông dương miền
miền mình đôi chỉ miền craniopharyngeum miền rectal cleft miền intracellular meningioma giống như nó bong tại sao phải hay chỉ ai slide khỏi nhung thưa nhung bong ta download CT and MR appearance of meningioma tầm bài thưa presentation tua khỏi giống bài sân chia của slide những bài tẹt như đai giống bài sân chia ta ban này nè vậy nó phải chỉ lo chứ mà bố nhung nhưng mà ai lứa rectal cleft nó ngặt ai club chuột bong chẳng mấy bọn im xua hao với chẳng sản nó nhưng phát miền ấy xua thì thế là qua nọ người ta ăn lực vô slide nhưng máu là ổ bọn về phần năng tiếp. Ok, ổ quần chẳng tập bật tư đối nhóm dạy phía bộ nhàng là phim kết thả topic dạng dạy tập phía pituitary adenoma và thay đổi đó là differential diagnosis feature tí mới thấy vô tha cellular region cái trai chỉ supracellular nên intracellular region ổn để chắc bỏ tới slide thì nó buồn mà nị ta nó buồn nị ta chỉ all mới cái này nè xin đi các bạn nơi cái này nè cả tiền buồn nè chúng cứ chở đi không à mỗi nè cả tiền cái đặt form này anh ấy xin đi chơi xin đi các bạn nè bên nơi chung bên nằng có khăn đi bật bật ông phải nên là cái hôm này cái cô nó cứ acid tầng tầng bay quạt nó nghe acid cả thịt cái này bộ mà thập thì cái quỳ pituitary adenoma bị chạy từ macro micro in on in theory with vậy mà đôi nhà cụ in còn vậy trong số vấn đề macro adenoma từ số vấn mơ gì kì but the most important thing là micro adenoma mẹ khóc tập phê khơi nước khăn ông âm rai tế xí thi tế xong tập sai sắp tới hàng sắp phê đó là dưỡng miss on imaging nọc xe nhận chất như hay xong mấy tờ lá bố vì xe ạp buộc cortisol scripting ACTH đẹp chân ACTH là một cái tầng lab tầng đặt vô not always easy mà nơi tha lá bố có ọt cháu chân đặt vô có ọt cháu chân hay mới tiết người ta thử vô đi management được bỏ macro micro adenoma là việc cắt mà này là việc việc bệnh việc vì ai stereotactic như cái châu tam nhọc tam thì một transsphenoidal approach mình này cái chọc nhọc à sẽ gì nên châu tam thì một hết một tên cái lạnh xen lẽ là bị việc mỏ tổng hợp top cứ khả năng của kia chờ được bỏ micro adenoma mà trong cái đá này vì ai chơi vì ai đâm nhân từ có chia important idea đấy để thử dụng đặt nó không bị phọt tất hàng nhà hay là lấy cái ho tha tôi mơ nơi chui nhọc tổn thì một nắm bị ập thử mình bố tẹt to mỗi differential diagnosis tập bất mệnh mình tập bất năng tê à lấy những gì rank classification rank classification đối với đối với what got so hard ấy kì tập bất anh nó còn là chia six remnant trên bị embryology bao nhiêu đề phía trên bên đường midline trong midline mòn hay differential cho mỗi bộ macro adenoma sẽ form cystic cứ thoáng via tim mũi cứ là via midline như ngày phía trên bò à là classic cứ nơi ngày phía trên nó sầm thôi cứ nơi midline à micro adenoma bên mặt nguồn câu với để thao nơi midline đại phía trên bên nơi lateralization vì anh nói chui mà anh nói đậm như từ thấy phía trên nó bò cystic macro adenoma nó bị miên fluid fluid level bị miên bị miên đi vô là ngày bề khác miền blood product nó nói mình miền miền đi vô cắt nhau răng xuống miền trắng gì đó thấy năm mươi tiết đôi hướng seller miền đang chỗ mà nó ok đã ăn hàng rồi hay là bẹt khối rồi quát nâng hàng chắc nhau mặt thì chờ đi mỗi tiết đại sản khác nó ở khơi đây vậy do mà cất cứ aneurysm aneurysm lại nó mình khơi miền áp đè cả tiết mười hột chỗ aneurysm chuẩn cá như bộ quá thà xì nè adenom sẽ dừng tất rồi cái luộc thứ cho nó với anh ấy ở đây dương sầm mày mình lại cả là cả các anh ngọt bài của cái đó apoplexy mình nó còn gì gì nó sẽ mới được dương thử đăng đại của apoplexy nó chỉ sao đông đại nhiều gì mới đại của một ông cả biết là vận tải nhưng thử đi còn nãy thì của tha là bỏ nó bị hiện bị emergency này ok nó đi vẫn cho đại nhiều gì nhưng mình dễ chờ sử dụng rồi khác này gọi tua chân từ hãy bỏ mà dạng nó stick adenome nên để xa topic như mình test dừng dạy vì adenome hypophysiae chụp bố micro adenoma được nhóm dạy mà chẳng không sai sắp tới 20% rồi không cả này nâng dựng ở khuyến không
đâm ra thì lab có đọc sẽ ở trên đài stand là tập phần là bố ấy vì tránh mắc học vì ớt vì vì ăn ốc màu còn tay dưới bà hổ cô sphere mình đây thầm mắt dưới mơ dưới không làm rái đường xịt thí dưới ớt khơi nhà đền đồ mẹ còn tay là tập phần lab dưới khơi của cọc thì dồn lên mỹ ấy cả xử nua xua tha ta mau bị nạ cọc thì dồn cả nâng mau bị pituitary đi mau bị nạ ấy chẳng tật ớt lật hay trở thơm rái ớt khơi tiền hay là dương đọc về dương dạng nó sẽ dương treatment, dương trips ấy kia dương ớt đơn thao bị mau bị nạ còn ok nâng chỉ dilemma trong ca trai tầm món mỗi đọc và tầng labo tầng em rái thử ớt chẳng chất ta cái thứ ai thứ ấy xây tiết nằm mây ai bia có suốt đại của suốt đại trên ACTH bác ách xóa microadenoma nơi không khu nâng được ách ách topic ếp xe tiết nâng bì nà ách nà nhưng dường chạy bí nâng được xa ách topic những hộp xe tiết tới tại bà thà nơi không khu dường tự thử ảm microadenoma nâng người đại microadenoma ách khơi nằm lại đại lăng với nhé cứ ách khơi nằm lại ta dường thử ấy đại thử hộp microadenoma đây bà trên ACTH rồi confirm tháp bất chỉ suốt trên bì xong trang bì thật central ách topic những cái hạt peripheral thì ai thơ của sinh dưỡng giác đã bị khai invasive tích ông đồ vật kỳ lạc thì hai inferior petrozole cytosampling mình thấy thật cái lãng cắt tia từ khám vải cắt đó cái phạt trong mắt cắt tia nơi nông sinh đi petro alpha ở giữa tầng xong khác sinh đi petro alpha ở giữa nó cứ chia sinh đi mỗi đại tranh bị đại xây xây nó bị tranh bị nông pituitary nó tranh bị hypophysin vì tranh ọc môn tới vì tranh châu tức nông à sinh đi petro ngày thay cái lát từ phát song khang mình tên mình chỉ hiếm nghe à hướng hai đấy mà song khang nhằm tiết trong bìu hay là tóm mắt cái bom chiêm nhớ bom chiêm thòm ra nhớ quái thòm ra nó quái periphery những ai vì chất cái bom này cái liên nó sẹp nằm bay do chiêm periphery mùi à cái đặt cắt đặt te nơi nâng nâng sinister nó nâng cái đặt cái hai bom chiêm song tra lại cứ đó chiêm là do bán nó cứ chiêm nơi nông khu là ngay ok cái chai cái miên cái hai ở cái chai này cái hai cái chặt cái thơ cái bom chim mơ muối môn cái thơ cái chặt COH à corticosteroid releasing hormone nắng muối tọt máu khỏi cái chặt cái thơ không ăn tẹo vào muối đài nó dùng oxy dùng rồi dùng tọt ao dương từ Google mở có PFT thì concept nó về nó cái bom chim không ăn tẹo vào muối nằm bây giờ từ mơ không lẹ nó về đại cả chọn với chân máu khó khía dương ác đằng thá cô sphere chân bị song tráo rồi chân bị periphery chân bị extra pituitary nâng lạng quýnh kê bốn chiếm nông phê tại muối nông phê tại muối chân bị tử dỗ bay nâng à muối periphery à bị song tráo có bằng hiên mình nhé pre-COH mà nơi em muốn chặt có thể có releasing hormone và tốt máu post-COH kê thơ chờ nó buôn đập kèm đó tạm được tì viết bộ mình kia tặng bay tự do mình kia rồi đó mắc cái dọc tới ACTH cortisol xung tốc ACTH hay tập bên năng kia tập bên na khởi cái đạn chọn cái khóc nia những ngày đứng ngay thà tập bộ đại cortisol lang năng bị hại mau bị co sang tra rồi nó bị chui tới rồi có mau bị extra hay hại ấy bạn kia thử đặt tự do nơi không xử lý spectre song hàng bên na dương đặt đời xa ta đối dương vậy lan với cái bộ microadenoma phía trên bị ấp trong cần đào thì hay trade đam nó có về miền implication từ lời management để kê cho tạm cho món đề chắc được biết để kê đặt trade đam nó kê ác hồ gạt giống với mẹn thâm tạc hướng song trao và đi phải tế hồ tầng gạt giống được nông trade rưu đặt nhìn thấy thay rộng lateralization rồi bỏ microadenoma và đây thay à nâng chia về thi trong hội kế là dương ai đọc xe ấy bằng hai để bằng bạc đọc xe ấy để thay cho nông bẹt cả đá rồi bỏ microadenoma xuống bây giờ thơ âm mộ ai hay còn mượt khơi này nông lép có bằng bạc chạy này ok chẳng lăng quýnh microadenoma xuống lệ as a nas no man no ấy nâng tại ấy để dương thử đăng bởi extension bảo vệ vì khổ encasement lưu vay bằng blood vessels ấy là vì xin ấy là microadenoma nông tư đây xuống in practice it's not always rule ba tập lab tầng đặt vô diagnostic differential vi mình thử phlịch chứ cứ aneurysm và dương châu vết nhọc ta à say kia mà chuông kia nó châu nó không aneurysm nhạch tới bàn ca thơ rồi
diagnosis differential say tiết vì mình sơ chia tổng khăn vì mình sơ chia tổng chia thôn ngôi mà đối ra classes đối gặp nó có làm chỗ vì mình là bỏ mới ngọt liếp liếp tại này thì khóc này là chặt biến thứ liên chạy đây mình đang vô mê gì đó mình phải ok tập bắt năng mình tập bắt năng cho đúng không mình mẹ nè cái mình bỏ lấy say tiết đi dùng đuổi say tiết tại câu chỉ mỗi là đến ôm Hey, okay, hey, lang bên nhà, say cái mình cái hai I inferior petrosol sinus sampling IPSS, chẳng đăng gì gì mới chậm, bên nào thì để chậm chậm kẹp. Hay to tiết đơn chỉ admin bị nè xua sẽ doctor what see đẹp như thế, cho bản thân chỉ admin ấy và to tiết tế dùng sông và cả vật thầm lắng hay sông o con đò đi cá để bàn bàn interesting topic mũi để tôi chỉ mũi nâng pituitary adenoma để dùng cơ thể bị xua but it actually is not xua bộ dương ở đây thực cảm một tin này chưa ở đây thực hiện bài thì hay chúng tôi cả những chấm slice có biên là interesting hay eye catching là những người đó được play rồi hay có play lắm đó hay ở con mà long tiết mẹ cả khá han nâng cả mẹ chơi được thay chạy đây ở trong này đang ngọn nâng ao nhận ngọn kia hay nâng khuôn này mẹ ở con số mẹ đi ta khuôn này mẹ khuôn này nữa nâng cả chị em hồ à chụp nét nó thay thay mẹ luôn này thay hồ tôi đi sơi thấy chứ ok chân bà admin tay tiết tế nhưng xong bắt chọn thầm nắng hay dùng chụp clip hàng ngày tiếp thank you.